Những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, hỗ trợ và chỉ đạo các cấp các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đến mọi tầng lớp nhân dân về chương trình của chính phủ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN-NPC) thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện năng. Thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện như tổ chức chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện cho các hộ gia đình tại tỉnh Thanh Hóa. Chương trình tiểu học trung tay tiết kiệm điện triển khai mô hình bể biogas bằng vật liệu composite để khai thác nguồn năng lượng ở nông thôn. Đặc biệt chương trình đã thu hút hàng chục ngàn em học sinh tham gia nâng cao nhận thức cho thế hệ tương lai của đất nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Với mục đích đó, lễ phát động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2015 của Thanh Hóa mang ý nghĩa tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu do Sở Công Thương Thanh Hóa chủ trì. Cũng trong năm 2015 này, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đặt ra mục tiêu thực hiện là tiết kiệm điện ít nhất 1,5% sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.